Đang phụ hàng xóm lo đám ma ở ngoài thì trời đổ mưa. Thanh niên chạy ù về thu lúa thì nhìn thấy cảnh ấm lòng. Tinh đang nghĩ sớm tối nửa tắt đèn có nhau. Mỗi khi trong làng có hữu sự, mỗi người một tay phụ giúp nhau từng việc dù là nhỏ nhặt nhất. Mới đây một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng cảm thấy ấm lòng ngày mưa. Theo đó, cả gia đình đang phụ giúp hàng xóm lo việc đám tang ngoài nghĩa trang. Bất ngờ cơn mưa đổ ập xuống, khiến cả nhà phải tranh thủ chạy nhanh về nhà thu lúa đang phơi. Thế nhưng khi vừa về đến nhà, mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy lúa đã được một nhà hàng xóm khác chạy sang thu hộ gần xong hết. Mọi người ngỏ ý cảm ơn thì lại nhận được nụ cười xòa của cô hàng xóm. Gia đình mình sống tử tế thì cũng sẽ có người khác giúp lại thôi mà. Đoạn clip sau khi đăng tải đã làm cho mọi người thêm yêu cuộc sống này hơn. Vì đâu đó sự tử tế giữa người với người vẫn còn đó, không hề vơi đi. Một số chia sẻ được cộng đồng mạng để lại. Ở quê làm vậy đó, lên thành phố hiếm mà có được tình cảm ấy. Ở quê thì ai cũng thế thôi, giống như cả xóm có mỗi nhà mình cày ruộng. Mưa xuống là cả xóm sang chạy lúa chạy lạc hộ, mỗi người một tay một chân. Nhớ ngày trước còn cấy lúa, chiều đến nhà nào nhà nấy dọn thật nhanh để còn sang hộ nhà khác phơi nhiều hơn, vui thật sự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.